Xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước hết cũng xin chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề của tôi là một công đất trồng cây mai theo cách thức lấy ngắn nuôi dài. Cái phương pháp này tôi chính chia sẻ lại là với những cái anh bạn già tôi. Và trước khi các bạn xem cái tiêu đề này, tôi sẽ phân tích sau và các bạn xem lại cái clip mà cách quấn thân quái xử lý từ cây mai con, cách quấn thân quái xử lý từ cây mai con nha các bạn. Thì nó sẽ có những cái điều kiện để mình trồng một công đất để mình lấy cái ngắn nuôi dài từ cây mai. Thì đó là tôi muốn chia sẻ gửi đến những cái anh bạn sắp già ha, và những cái anh bạn già, những cái anh bạn về hưu. Thì các bạn biết rằng bây giờ cái quy cách trồng thì các bạn nói tôi thấy nè, tôi trồng thì 1,5 thước các bạn. Còn các bạn nếu thưa thì các bạn có hỏi trên cái phần điện cho tôi và cái phần Zalo thì tùy, mình không có hạn chế. 2 thước cũng được các bạn, 2 thước thì nó được 400 cây. Thôi tôi sẽ lấy cái trung bình để cho những cái anh em có những cái cục đất mà một công ha. Tôi chỉ chia sẻ đối với những cái anh bạn có một công đất, nhất là những cái anh bạn già thì cái đó thì tùy các bạn. Đừng có anh bạn nói là trồng như vậy rồi lấy đâu mà ăn, lấy cái gì mà ăn để trồng. Tôi chia sẻ có một công đất các bạn, còn những các bạn làm nhiều ha thì tôi không biết ha. Một công đất thôi. Thì bây giờ tôi thấy có cái này, tôi mời các bạn xem lại cái cây mai mà tôi đã tạo cái thân quái xử lý từ cây mai, cây mai con. Rồi bây giờ đâu rồi, tôi kiếm đi, tôi mất rồi đây. Ở đây các bạn, thì tôi thấy vậy nên tôi muốn chia sẻ với các bạn này, mà lấy ngắn nuôi dài là vậy. Đây là cái cây mai hôm trước tôi đã thuyết trình với các bạn rồi, thân quái từ cây mai con. Thì sau khi cái thời gian tôi chia sẻ cái clip mình có nên trồng những cây mai thân quái đại trà trên một cái mảnh đất hay không, thì tôi nói các bạn là trồng 300 cây thì trồng 100 cây thôi, để sau này mình bán. Thì nó có cái này các bạn, cây mai mình, cái cây mai này nó sẽ có cái kinh tế vào cái thời điểm là tôi gọi là lấy ngắn nuôi dài, chứ nó không có cái giá trị về cái mặt về sâu về dài. Thì các bạn biết rằng những cây mai thân quái vậy thì nó thường là nó vô cái hình ảnh bonsai các bạn, bonsai ha, tức là người ta đưa vô chậu chứ trồng đất. Và cây mai này nếu để lâu thì nó sẽ dừng lại một cái mức độ, cái đồng tiền đó các bạn, nó giới hạn mà thôi, chứ nó không phát triển như cây mai này. Thí dụ bây giờ các bạn trồng cây mai này với cái hình thù vậy, các bạn làm được, và với cái tông, tức là hiện nay người ta sẽ sử dụng cái là một thân một cốt, nó sẽ tăng dần theo thời gian. Các bạn để 10 năm thì nó tăng rất là dữ, mà 20 năm thì cái cây mai này nó lại có giá trị, và cái cây mai này nó sẽ dừng lại một cái mức độ nào đó thôi. Do đó mình nếu trồng đất thì mình không nên trồng đại trà những cái cây này. Nhưng ngược lại, những cây mai này mình rất là dễ bán. Do đó tôi nói nay lấy ngắn nuôi dài là cái chỗ này là sao các bạn. Bây giờ các bạn trồng, tôi lấy cái điểm là 2 thước một cây ha, cho nó thuận với cái ấy đi, để các bạn nói là nó chặt quá. Thì sau khi 3 năm ha các bạn, thí dụ các bạn làm được cái cây vậy, mình trồng 100 cây cái loại này và 100 cây cái loại này, cái trận khác các bạn, mình sửa ha, thì mình sẽ bán được cây này rất nhiều. Bởi vì tôi có một cái quan niệm khác lại để tôi làm cái clip này, là những cái anh bạn vô tôi tham quan ha, thì gặp cái cây này là đều hỏi hết. Thành ra cái dáng dấp này tôi nói các bạn nè, cái dáng này do tôi tự quấn chứ tôi cũng không xem ai của ai hết. Thì bây giờ mời các bạn xem lại ha. Nhưng mà do vậy nên có thể mình quấn một loại cũng được đó các bạn, không cần đâu. Cái cây này nếu mà một công đất 100 cây thì tôi
nghĩ rằng ra thị trường rất là dễ. Cái nhu cầu của anh em rất là nhiều, chứ đâu có khoảng 100 người đâu, một kiểu thôi. Hoặc là những cái gì các bạn sáng tác thì cứ sáng tác theo tôi, cái cây này thì tôi quấn. Nhưng các bạn nên nhớ là cái cây này không để cái tàn thông được nha các bạn. Các bạn phải đánh một cái tàn như thế này. Tôi qua bên đây ha. Cái clip này cho tôi hơi dài đây, các bạn thấy không? Tức là mình khống chế như thế nào để cho nó tạo thành một cái tàn thấp. Bởi vì cái cây này cái dạng như là nó lai bonsai chứ nó chưa phải là bonsai. Thì nếu các bạn trồng như tôi, 100 cây này, 100 cây kia sau 3 năm thì cái cây này các bạn bán có bao nhiêu? Đây, tôi không nói ha. Và cái thân nó được như vậy, tôi chưa nói tới cái đế nha. Nếu cái thân dày thì các bạn 3 năm ha. Và cái đế các bạn được dày thôi, tôi cũng không cần đẹp. Thì cái giá trị cây này thì các bạn, tôi nói các bạn ra thị trường. Đối với anh bạn già thôi, tôi nói tôi chia sẻ để anh chị các bạn uống cà phê. Thì nếu mà những cái anh bạn già như tôi có bây giờ 100 cây dày, và 100 cây đó đối với một công đất, thì mình sẽ lấy cái này sau 3 năm và mình chăm sóc đúng kỹ thuật, thì mình sẽ lấy cái này mình bán, mình uống cà phê thôi, chứ tôi đâu có nói làm giàu làm có gì các bạn. Các bạn đồng tình chưa? Đó là những cái gì tôi muốn chia sẻ các bạn, tức là lấy ngắn nuôi dài. Và tôi tiếp theo có những bạn chia sẻ là cái cây này cái đế xấu đế đẹp tôi không quan trọng các bạn. Tôi cái nông dân mà mình từ cái người không biết làm mà mình làm tới cỡ này là tôi vừa ý rồi các bạn. Thì bây giờ đó là cái cách lấy ngắn nuôi dài. Nếu các bạn làm như tôi đúng kỹ thuật thì sau này các bạn sẽ có những cây mai mà cái tôi gọi là lấy ngắn nuôi dài. Cái bông này nó cũng dữ các bạn xem ha. Dạ như vậy thôi các bạn, đâu có cần phải mà điều đáng gì. Thì mình sẽ lấy cái cây thân quái, trong 3 năm có thể mình ra thị trường uống cà phê, bán một cây uống cà phê được một tháng. Đó là cái tôi chia sẻ đến tất cả các bạn về hưu và những cái anh bạn già như tôi. Đó là tôi những cái tiêu đề tôi muốn gửi đến các bạn già. Sau cái thời gian 3 năm thì mình bán đi các bạn, mình xài và 4 năm. Ở đây là 4 năm ha, bởi vì tôi làm trên thực tế cây mai của tôi. Nếu các bạn làm được những cây mai như vậy, các bạn cứ lên tiếp như vậy, các bạn giữ lại. Tức là mình còn 100 cây chứ gì. Mình sẽ giữ lại 50 cây. Và những cái cây kia mình bán tiếp tục nữa. Thì 5 năm các bạn. Được rồi, tôi nay 60 mà. Nếu mà tôi trồng từ ban đầu mà 5 năm tôi có vậy thì tôi hưởng 5 năm nữa rồi. Tới đó là rớt phiêu cũng được, có gì đâu. Nhưng mà yêu cầu là gì? Các bạn làm chăm sóc cho kỹ ha. Tôi đã nói rồi. Thì có các bạn nói như thế này. Trồng như vậy mai mốt mà bán ai? Tức là đại trà các bạn. Tôi nói các bạn một lặp lại nữa, không phải đơn giản như các bạn nghĩ. Cây mai này vừa chăm sóc ha, nó không phải như cây mít, nó không phải như là thanh long. Tức là mình trồng xuống nước nôi rồi phân bón đúng kỹ thuật thì nó cho ra trái, thì mình hái mình thu hoạch. Cây mai này vừa chăm sóc mà nó vừa đòi hỏi có một chút cái năng khiếu trong này. Và quan trọng là cái gì? Có duyên với cây mai, yêu cây mai thì mình mới chăm sóc được những cây mai như thế này sau 4 năm. Thành ra tôi nói các bạn bây giờ bữa hổm tôi có nói một cái clip. Tôi nói hiện nay là tôi xem không rõ ha, nhưng mà có tôi mới nói. Có cái thống kê là khoảng 7.000 mẫu mà tôi không biết một tỉnh hay là tất cả các cái vùng làng mai. Thí dụ tôi nói các bạn nè, làng mai Bình Lợi nè, làng mai Bến Tre nè, rồi Long An nè, rồi Thủ Đức, các bạn thấy bạc ngàn
nhưng mà nó trước tôi chắc lâu, tôi không biết là bao lâu, nhưng mà nó đâu có cái gì đâu mà trở ngại các bạn. Đối với những mình bây giờ mình trồng có một công, không phải ai trồng cũng thành công, mà cũng không phải ai là cũng có đất các bạn. Cái đất này là do những cái anh em trong nông nghiệp của tôi nè. Bây giờ một người hai ba mẫu mà tôi khuyến khích trồng công hai công cũng đâu có ai trồng đâu các bạn. Thành ra cái điều đó các bạn đừng lo ha. Và cái đầu ra thì tôi nói các bạn, nếu các bạn chơi mai, trồng mai thì các bạn sẽ gặp những anh em chơi mai. Và những anh em như tôi hồi đó có biết gì, thì bây giờ tôi làm mai thì có những anh em chơi mai tới, thì họ xem những cái cây mai rồi họ có nhu cầu thì mình bán. Và bán hay không là do các bạn mà thôi. Do đó tôi làm cái clip này là lấy ngắn nuôi dài. Đó là tôi muốn gửi đến những anh em bạn sắp già và những anh bạn già như tôi nha. Rồi có những cái bạn nói là chia sẻ, tôi tôn trọng hắn như mình nhắc thôi. Trình bày thì cũng được nhưng mà nó dài dòng hay là cái gì á, tôi chỉ không biện hộ hắn. Thì thôi bây giờ tôi đề nghị anh bạn đó nè, anh bạn cứ, những anh bạn hiện nay đều xài cái cảm ứng hết, những anh bạn đó các anh bạn tự quay đi một cái clip, một bất kỳ cái đề tài nào mà anh bạn muốn chia sẻ và anh bạn muốn gửi hết cái ý đó để cho cái người xem, thì anh bạn đó cứ quay thử rồi các anh bạn xem lại coi anh bạn nói cái trình bày nó có gọn hay là nó cần một cái gì để bổ sung. Nếu anh bạn làm vậy thì các anh bạn thông cảm cho những cái anh em dốt như tôi mà làm YouTube. Đó là cái gì tôi muốn gửi đến những cái anh bạn mà không phải là cái chuyện chia sẻ thì tôi rất cần chứ không phải là để có cái ý gì, nhưng mà để anh bạn thông cảm với tôi chút xíu. Vì tôi là nông dân mà anh bạn là cái người trí thức, thì tôi nói có vài dòng, chủ yếu là gì, đưa những cái gì mình biết đến cho anh em để anh em sau này có những cái kinh tế khả quan để dưỡng già. Và tôi là cái người dốt. Nếu anh bạn cứ quay thử một clip và anh bạn xem thì anh bạn sẽ thông cảm hơn cho những cái người dốt như tôi làm YouTube. Và cái cuối clip này xin chào các bạn và hẹn gặp lại.